Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới Minecraft của Thắng. Hôm nay sẽ là tập 6 sinh tồn 100 ngày trong cơn ác mộng. Ui, ở cái tập trước Thắng đi mai, Thắng đào sắt, Thắng đào kim cương, đào cái khối 7 máu ấy. Xong rồi Thắng đào cái đường đi ở đỉnh đầu để đi lên trên lên mặt đất. Ui, khi mà lên ấy thì Thắng không phải là trở về cái ngôi làng của Thắng nữa, mà là Thắng đã đi tới một cái hòn đảo, như kiểu hòn đảo trên không ấy. Nói chung nhìn hòn đảo VIP thực sự luôn. Để đảm bảo sự an toàn cho mấy con gà này và cung cấp đủ lương thực cho Thắng, nên là Thắng đã nuôi mấy con gà này vào trong cái chòi của Thắng này. Nhưng mà không hiểu tại vì sao một con gà đã bị nghẽo mất tiêu rồi. Rõ ràng là Thắng không đánh nó, Thắng chưa làm thịt nó. Hay là gà nó đẻ ra trứng xong rồi nó nghẽo nhở? Ban đầu là Thắng có 3 con nha, xong rồi 2 con này nó đẻ ra một con gà màu trắng, nó đẻ ra cái con gà màu vàng này. Màu trắng kết hợp với cái màu lông này gì ra màu vàng mà một con mất tiêu rồi, đây sợi lông của nó này. Thôi nhặt cái lông của làm cung tên vậy. Không biết hay là nó đi vào cái bẫy nào xong nó nghẽo sao ấy. Thôi quả trứng ơi, mong là Thắng đập cái quả trứng này nó sẽ lở ra con gà. 1, 2, 3. Uoi, mấy cái kiểu thức ăn động vật này trên hòn đảo này quý hiếm lắm các bạn ơi. Còn hai con, lúc nào nó lớn thì ta sẽ cho ăn, nó sẽ lở ra con thứ ba. Bây giờ là phải đi tìm con cừu nè. Nào. Ui. Ở kia còn có con cừu màu lâu nữa kìa các bạn kìa. Hay quá đi. Ơi, thế là có 3 con cừu này, Thắng có thể làm thịt một con cừu được rồi. Mở cửa. Vào đây anh em ơi, vào đây. Rồi, một con vào một thôi. Bọn này lúc nào cũng tranh nhau nha các bạn nhá. Thái thiệt sự luôn. Một con vào một tôi khổ thiệt sự luôn đấy. Gà nó đẻ ra lông cả trứng này các bạn này. Trời ơi, vào đi. Khổ thế chứ lị. Ăn nè. Thắng sẽ làm thịt cái con màu lâu này, nhưng mà thôi kệ cho nó ăn đi. Để chưa, để ra một con cừu con nha. Thế này là không lo thiếu lương thực rồi nhé các bạn nha. Ây, sao tóc của mình nó trống trống nha. Ok. Sợi lông và một quả trứng này. Quả trứng này lở ra gà đi. Ôi là ôi, không lở ra gà. Oh my god, các bạn này. Đó, thấy chưa? Không biết ở đây có cái gì mà con gà nó bị ngói thế này. Oh my god. Hay là nó đói ta nhỉ các bạn nhỉ? Hay là nó đói? Chắc nó không đói đâu. Nó đói thì làm sao mà nó chết được. Này, cho mày ăn này. Trời ơi, bây giờ còn một con gà thì làm ăn gì? Ở đây có cái gì các bạn ạ? Wow các bạn ơi, cái chỗ này như kiểu là cái bẫy này. Dưới này có cái rương này. Đây này, đây này, các bạn thấy chưa? Đấy, như kiểu là một cái bẫy lá luôn ấy. Thằng đi qua nó sụp xuống luôn. Nhưng không bị sập. Không bị làm sao. Thôi xong, trời mưa mất tiêu rồi. Trời mưa thì khắc quái trời tối đâu. Mà đây các bạn thấy chưa? Một vòng nó bao xung quanh, không cho Thắng ra ngoài luôn. Xem nào, cái được. Ui, cái này có mấy viên kim cương này. Trời ơi, ở hòn đảo này mà cũng có kim cương luôn á các bạn á. Mũi tên này. Ui, và cây cung này. Ui, cây cung này như kiểu là ở rừng xanh ấy các bạn ơi. Cây cung này, ui, cung này chắc là xịn lắm này. Ok, và có một cái lọ gì này, lọ hồi máu à? Mình thử uống xem nào. Hình như Thắng uống cái lọ này vào là Thắng được tăng sức mạnh sao này. Uầy, thôi đi. Uầy, trời tối quá mọi người. Trời tối quá. Có được cái... Wow, nhìn thấy cả hạt mưa luôn này. Oh my god, mưa kiểu hình vuông luôn này. Uầy, trời ơi, hay nha. Uầy, nhưng mà trời ơi. Ui, bạn ơi, tối quá. Bây giờ đi tới. Ê, đây phải nhà của mình không? Uầy, thôi cứ đi nha. Hay là các bạn ơi, thôi đi ngủ nha. Thôi đi ngủ, hôm nay là chưa sẵn sàng. Thôi đi ngủ. Ui, đóng cửa lại. Trời ơi, các bạn ơi, lên tầng 2 ngủ thôi. Ui, trời ơi, cây cung này có khác gì cây cung bình thường đâu. Mỗi tội là cây cung này nhìn nó có vẻ giống cái lá cây, kiểu nó hòa quyện vào thiên nhiên. Đây nè. Cái ngôi nhà đá này không phải là cái chòi đâu các bạn. Wow, có mấy cái khối gì này. Wow, như kiểu khối ngọc lục bảo luôn. Wow, khối ngọc lục bảo thiệt sự luôn kìa. Oh my god, khối ngọc lục bảo luôn. Nhưng mà nhìn nó này, không xanh xanh, nhìn nó kiểu bị nhạt mờ mờ này. Wow. Trong nhà này có toàn là khối ngọc lục bảo luôn các bạn ạ. Oh my god, kiểu ánh sáng nó lọt khe kìa. Wow.
Uầy, đi xuống đâu đây? Uầy, gì đấy? Cái lút gì đấy? Chả có tác dụng gì các bạn ấy. Wow. Oh my god. Uầy, có 3 cây rương luôn này. Nhưng mà chả có gì luôn. Ế? Cả 3 cây rương này đều không có cây gì luôn các bạn ơi. Thôi đi ra ngoài thôi. Nghe có vẻ huyền bí đấy. Wow. Đây nè, đây nè. Đây như kiểu là cái ngôi đền thờ trong mini u ấy các bạn nhỏ. Dưới này có cái, dưới này có cái giếng, gọi là cái giếng chứ không gọi là vũng nước được. Bởi vì đây là cái đền thờ mà phải gọi là cái giếng, không được gọi là vũng nước được. Thì ra đây là cái giếng. Ủa, ở trên kia có một ngôi nhà ở trên cây kìa. Uầy, không biết là có ông dân nàng hay là ai sinh. Wow. Wow, có ơi nè. Có, ui, có con bò trắng luôn nè. Hay nha, hay nha, có con thịt bò để ăn rồi. Uầy, 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 uầy. Biết tên này ở tập trước, Thắng cố gắng đi thật xa rồi thấy cái ngôi nhà ở trên cây này. Thắng dọn tới đây ở luôn. Ôi, hôm nay mất công lại dọn tới đây rồi. Ý, ở cái ngôi nhà trái kia toàn đã. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Cái con quái gì gì vậy? Ôi các bạn ơi, cái con này nó là con gì này? May quá nó không đớp cho mình một cái. Hình như nó đang đói sao? Hay là đó là chủ nhà ta? Chủ nhà bị biến dạng thành như này à? Ê. Nó không cần đánh mình luôn này. Con này hiền thực sự luôn đấy. Ê. À, đây rồi, bây giờ nó mới đánh thắng này. Wow. Ê, mày đừng có phá nhà của tao. Ê, trời ơi các bạn ơi, nó phá nhà của mình kìa. Ui, thế là xong mất cái ngôi nhà trên cây của Thắng rồi. Để xem nào, nó sử dụng trưởng tiếp đi. Nào mày căn nhà tiếp đi. Căn nhà tiếp đi. Cũng oh my god. Sập cầu, sập cầu, sập cầu. Ui, ui, ui. Sập cầu, sập cầu. Chắc là tao phải bắn bỏ nó rồi. Bởi vì là cứ để nó phá mất nhà của mình này. Nè. Wow, cây cung này mạnh đấy. Mạnh đấy. Wow, nó sử dụng kiểu cái tiếng hét của nó. Nè, 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 hét đi. Thằng phải lấy cây kiếm của thằng ra mới được. Cái khiên của thằng đâu mất tiêu rồi. Đây, thích đấm nhau à? Nào, vô đây. Vô đây. Wow. Wow. Ghê thế. Wow. À, thằng quánh là sức mạnh gì? Trời ơi, đói, 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 đói. Con này không biết được bao nhiêu tiết nhỉ các bạn nhỉ. Mỗi lần nó hét là ta sẽ mất máu này. Đánh. Quên lại cầm cái thịt bò. Uầy, con này chỉ sử dụng cung thôi các bạn ơi. Cầm kiếm quánh chỉ được đúng một tiết thôi. Nè, 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 mày ngóm chưa, mày ngóm chưa, mày ngóm chưa. Wow. Thôi xong, lát mất ngôi nhà trên cây của mình rồi. Thế, thế này thì bao giờ nó mới thiệt mạng đây. Con này nó chả có cái gì ngoài cái trường hét đấy cả. Nó không biết đuổi Thắng. Ok, trời ơi, tưởng thế nào cơ. Wow, các bạn nhìn này, nhìn đồ nó lôi ra này. Trời ơi, mình phải nhặt hết mấy cái khối bờ lóc gỗ này để mình sửa lại nhà mà. Thắng còn đầy mất cả đường rồi. À, Thắng sẽ chế tạo ra cái đầy đường chế tạo nữa. Ui, nhiều đồ thiệt sự luôn đấy. Chuyển nhà liên tục này các bạn này. Đâu, xem nào. Cái này là cái gì? À, cái này là cái chìa khóa này. Ui, đơn cây chìa khóa bí ẩn này. Còn cái gì nhỉ? Đây, đây, đây nữa này. Ui, cái này thì mình không biết nó là cái gì các bạn ạ. Thôi, cậy, đi thôi, đi thôi. Đây nè. Ui, xem là trong này còn con gì không. Oh my god, trong này không có gì. Ôi ôi, bật tắt điện này. Ui, cái ngôi nhà bên này tối quá, mình phải cầm đuốc mình cắm thêm mới được. Oh my god, cảm ơn trời tối mất tiêu rồi. À, mấy cây rương này các bạn ơi. Thắng phát hiện ra là mấy cây rương này nó
Mày định làm gì tao? Mấy cái đường này thằng biết rồi nha. Đây là đường đi xuống này. Còn đường đi lên nữa không? Còn đường đi lên cái ngôi nhà bên kia nữa mà. Đây này, ngôi nhà này các bạn này, đây này. Vẫn còn một cái phòng nữa mà, nhưng mà lên kiểu gì ta? Lên cái phòng kia kiểu... Đây. Ôi, xịn chưa? Ôi, cái đường này cũng không có cái đồ gì luôn. Tháng là tháng sẽ chuyển nhà sang đây nha. Ok, thôi đi xuống. Đây này các bạn này, phải xử lý mấy cây rương kia, cái cây cung của mình. Đây. Bật nồi đây. Ui. Mấy cây rương này công nhận là sức ló ác thật đấy. Còn mấy cái nữa luôn các bạn nhìn này. Cái này. Ui. Hai con cua rương. Mày vào đây. Ui. Thôi xong rồi các bạn ơi. Định làm gì thắng à? Ui. Có cả bánh mì luôn kìa. Hai cái này nữa. Mình mà không phát hiện kịp thời chắc là đêm nay thắng đi ngủ là oánh thắng luôn. Ui. Hô xong còn trời. Làm cái bít tết. Rõ ràng thắng mặc cả ráp vừa rồi nhưng mà không làm gì được bọn này cắn đau ghê nhở. Bỏ đây, nó sợ rồi. Ok, xin ngay. Thẻ ghi tên này, rồi bánh mì các kiểu này. Rồi các bạn ơi, đêm nay là thằng sẽ ngủ nha, chứ thằng không thức đâu. Bởi vì là vừa rồi vừa oánh mấy con quái vật hết mất cả sức ở gần đâu nữa. Để tập sau lại thức đêm tiếp nha. Còn bây giờ là sẽ kết thúc cái video của thằng tại đây. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video tập sau. Còn bây giờ là goodbye.